Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Thực hư tin đồn Hoa hậu Phạm Hương về Việt Nam sắp trở lại showbiz. Mới đây công chúng xôn xao tin đồn một nàng hậu từng làm mưa làm gió đã bí mật về Việt Nam sau 3 năm định cư nước ngoài, còn chuẩn bị trở lại showbiz. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ rằng nàng hậu được nhắc đến chính là Hoa hậu Hoàn Vũ Phạm Hương, vì có nhiều điểm tương đồng. Người đẹp gốc Hải Phòng sang Mỹ từ đầu tháng 9 năm 2018 để điều trị bệnh kết hợp nghỉ ngơi. Đây cũng là lúc cái tên Phạm Hương dần biến mất khỏi showbiz Việt, dù lúc đó cô được xem là hoa hậu quốc dân. Tin đồn Phạm Hương về Việt Nam thỉnh thoảng lại râm ran khắp mạng xã hội. Vào khuya ngày 10 tháng 5, thông tin này lại được bàn tán vô cùng sôi nổi. Trước tin đồn này, quản lý của Phạm Hương liên lạc người đẹp và nhanh chóng lên tiếng. Quản lý của cô tỏ ra khá bất ngờ trước những tin đồn nàng hậu sẽ về nước. Anh đăng tải bài viết lên trang cá nhân đính chính sự việc. Tối qua ngủ sớm, sáng mở mắt thấy nhiều người hỏi thăm Phạm Hương phải đang ở Việt Nam không. Có người còn hỏi đặt lịch làm việc. Mình cũng hết hồn vì bạn ấy mới nhắn tin cách đây mấy hôm là đang ở Mỹ. Hiện tại Phạm Hương chưa có về Việt Nam. Năm 2021, nếu không có gì thay đổi thì không có kế hoạch về Việt Nam. Trước đó Phạm Hương liên tục nhận nhiều tin đồn tương tự. Chính bản thân người đẹp cũng không ít lần đính chính cô chưa có kế hoạch về nước. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 cho biết, không chỉ riêng người hâm mộ mà có nhiều nhãn hàng chương trình ngỏ lời mời cô về nước tham gia. Tuy nhiên hiện tại nàng hậu đang rất hài lòng với cuộc sống tại Mỹ và không muốn hoạt động showbiz. Khi có con trai đầu lòng, Phạm Hương dành tất cả thời gian cho con và gia đình. Nhiều lần cô có ý định về nước ăn Tết thăm quê nhà, nhưng lịch học của con không trùng khớp với lịch nghỉ lễ của Việt Nam, cộng thêm dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, nên cô chưa thể quay về nhà ngay lúc này. Hiện tại cô muốn dành tối đa thời gian chăm sóc con thật tốt, đồng thời có thể theo đuổi sự nghiệp bên Mỹ. Đến khi con trai lớn hơn và dịch được kiểm soát ổn định, Phạm Hương sẽ cùng gia đình về Việt Nam ăn Tết và thăm gia đình. Phạm Hương được xem là một trong những vẻ đẹp đại diện tiêu biểu cho nhan sắc Việt. Hy vọng công chúng Việt Nam sẽ được gặp lại người đẹp họ Phạm trong thời gian thích hợp. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.